Thưa quý vị, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng nay các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã về trao tặng quà Tết cho người có công, gia đình người có công, hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kim Động. Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trợ lý Thủ tướng, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Dự về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, trong dịp này, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã trao tặng hơn 3.700 xuất quà với tổng trị giá 6 tỷ đồng cho người có công, gia đình người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Trong đó, riêng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trao tặng hơn 2.700 xuất quà trị giá 4 tỷ đồng cho các đối tượng của huyện Kim Động. Đây là những phần quà có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm và sự quan tâm động viên của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là những người con quê hương Kim Động anh hùng đối với những người có công, gia đình người có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, động viên các gia đình đón Tết vui vẻ, đầm ấm.